Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ cây xanh đơn giản như thế này nhé. Ở đây cô đặt giấy theo chiều dọc. Cô canh ở chính giữa tờ giấy và vẽ một đường xiên xuống gần hết tờ giấy luôn. Ở bên trên này cô cũng canh ra một chút xíu. Rồi vẽ một đường xiên xuống để làm gốc cây. Ở bên dưới gốc cây thì sẽ to hơn ở bên trên ngọn cây. Ở bên trên ngọn này thì cô sẽ vẽ một đường xiên xuống, một đường xiên lên, rồi một đường xiên xuống và một đường xiên lên nối với cái đường xiên bên này. Ở bên dưới gốc cây thì cô vẽ một đường gợn sóng ngắn để làm đất ở dưới gốc cây. Tiếp theo cô canh và vẽ cái tán cây bằng những đường cong lên cong xuống giống như vẽ đám mây. Cô vẽ cái tán cây này vừa to và vừa rộng thì trông cái cây sẽ đẹp hơn. Cô vẽ thêm những cái vòng tròn nhỏ để làm quả cho cái cây này. Các bạn cũng có thể vẽ những bông hoa. Cô nghĩ là vẽ những cái trái nhỏ thì sẽ đẹp hơn là vẽ những quả to. Thêm những chiếc lá. Và cô đã vẽ xong một cây xanh có nhiều quả. Giờ thì cô trang trí thêm cho bức tranh này bằng cách vẽ thêm đường mạch đất. Thêm một bụi cây bên này. Thêm những bông hoa. Bên còn lại cô cũng vẽ thêm một bụi cây và vẽ thêm những chiếc lá. Vẽ những trái cây chín rụng xuống mặt đất. Và những chiếc lá. Thêm những bụi cỏ. Ông mặt trời. Quan sát lại bức tranh, cô vẽ thêm những bụi cỏ nhỏ ở đằng xa. Và
cô đã vẽ xong một bức tranh cây xanh vô cùng đơn giản luôn. Các bạn cùng tô màu theo ý thích nhé. Bức tranh cây xanh của cô đã hoàn thành xong rồi. Nếu các bạn có những góp ý cho cô thì hãy để lại lời nhắn ở phía dưới nhé. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.